Chiều nay thì Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin mới nhất liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không mang ma túy về Việt Nam. Theo đó thì căn cứ vào kết quả điều tra ngày 21 tháng 3, các cơ quan chức năng đã họp đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật, bước đầu xác định khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp thì có một đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuyếp kem đánh răng, 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất để gửi cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong các tuyếp thuốc đánh răng nhận vận chuyển thì có 157 tuyếp bị đối tượng trà trộn cất giấu ma túy, do vậy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Hôm nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không nêu trên. Hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ bản chất của vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định.